Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình AirDrop điểm form nhận 0.1 token XCAE. Một token này đã list lên một cái sàn SuperSwap tất cả các bạn. Thì hồi sớm mình đã có hướng dẫn một cái video các bạn đăng ký một cái sàn SuperSwap rồi để tham gia dán các bạn làm nhiệm vụ đầu tiên quản lý phần link mô tả mình nó chuyển các bạn về Google các bạn. Các bạn sẽ join vào kênh seller của nó nè. Rồi thông tin ở trên thì website nó các bạn vào mà tìm hiểu nha tất cả các bạn. Rồi chờ nó chuyển mình tới Telegram của mình nha tất cả các bạn. Mai qua đây có cơ hội tôi cần về cao hơn nha tất cả các bạn. Mình sẽ lấy tất cả các nguồn AirDrop. Đang mình chết con nào nguồn AirDrop nào về mình sẽ làm nguồn AirDrop đó hoài cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn join vào các bạn bắt đập lại về Google nó. Rồi các bạn join tiếp kênh group nữa các bạn. Không theo quay thì cần follow nữa. Rồi để chờ các bạn chuyển đến trang trader của mình nha tất cả các bạn. Mấy cái UGL này sao chạy lâu quá ta. Rồi các bạn chờ nó lót một chút xíu nữa tất cả các bạn. Rồi nhiệm vụ thì các bạn cũng theo dõi cũng như trên bot chỉ thôi các bạn. Rồi các bạn like nè. AirDrop này cũng mới ra nên có mấy người tweet lại nha các bạn. Rồi các bạn cũng test lại nha các bạn. Rồi các bạn chạy về form nãy nha các bạn. Rồi các bạn cũng Instagram thì các bạn cũng follow các bạn. Của Instagram của mình. Rồi các bạn chờ cái Telegram rồi các bạn bấm theo dõi nha tất cả các bạn. Sau khi theo dõi xong các bạn nhấp vào cái hình trang cá nhân đầu người của mình dưới đây nè các bạn, dưới góc màn hình nè. Instagram của mình nè. Rồi, các bạn copy cái địa chỉ Instagram username mình chỗ này nè các bạn. Bạn copy lại cho mình. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn cũng trở về bên form đàng hoàng. Mai mình đã nhảy to cùng các bạn ấy. Các bạn cảm tài ơi sao mình nhảy đâu không các bạn ơi. Rồi các bạn gửi các bạn copy của username Instagram các bạn dột xuống đây nè. Các tìm chữ Instagram này, các bạn bắt vào nha các bạn. Rồi các bạn thêm mã cộng đầu tiên nha các bạn. Ơi. Chưa kể cái tao làm đổ chút xíu kể cái máy. Gì? Rồi các bạn thêm mã cộng đầu tiên nha các bạn để Út làm cái video này chút xíu kìa. Rồi. Rồi đầu tiên thì các bạn cũng vào Instagram các bạn vào setting copy username Telegram của các bạn nha. Anh 1133 nè. Rồi Instagram username. Rồi theo word thì các bạn cũng vào trang cá nhân theo word của bạn, các bạn copy username theo word của bạn nha các bạn. MMO Ngọc Anh. Rồi tất cả các bạn thì dùng địa chỉ EIC ETH Ethereum các bạn. Các bạn dùng địa chỉ Chocolate, MySocolate, MetaMask các bạn. Intercan chạy trên nền tảng ERC20 trừ ngoài trừ với Exchange nha tất cả các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi ủng hộ mình. Mình cũng cố gắng làm tìm những cái nguồn AirDrop ấy về. Nhưng mà thật ra các bạn làm AirDrop nó không có về liền đâu các bạn. Thường thì nó về nha tất cả các bạn. Rồi các bạn copy cái địa chỉ ETH của mình nè.
em không? Cái máy của mình nó mới chạy hết nổi luôn các bạn. Rồi các bạn Shopee rồi các bạn trở về nha các bạn trở về phơm đấy nè. Rồi các bạn bắt ra đây nha các bạn. Rồi làm cái này video này mình chắc mai mới làm nữa các bạn, hết nổi luôn. Dán vào. Rồi các bạn, cái chỗ username này các bạn ghi giùm mình a cộng anh 1113 để dưới phần link mô tả nha, các bạn rồi bấm gỡ. Vậy video mình kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.